Các vụ việc gần đây liên quan đến lô hàng hồ tiêu, quế, điều và hoa hồi giá trị hơn nửa triệu đô la Mỹ xuất khẩu sang Dubai đã đưa ra những bài học quý giá về tình trạng bất ổn và rủi ro trong giao dịch xuất nhập khẩu. Giới chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để đảm bảo an toàn và tìm hiểu trước khi ký kết hợp đồng. Vụ lừa gạt xuất khẩu 100 container hạt điều sang Ý trị giá 20 triệu đô la Mỹ xảy ra vào đầu năm 2022, chưa kịp lắng xuống, thì vào tháng 4 năm nay, doanh nghiệp Việt Nam lại gặp rắc rối khi 5 container hạt điều mất liên lạc tại Dubai khi chưa được đối tác thanh toán. Những vụ việc vừa qua là những bài học quý giá về tình trạng bất ổn và rủi ro trong giao dịch xuất nhập khẩu. Quan trọng nhất, cái chính xác nhất mà cái cần phải nhất làm nhất đối với doanh nghiệp đó phải đánh giá được đối tác, thẩm định được đối tác. Mà tốt nhất thì cũng nên thẩm định và đánh giá thông qua cơ quan thanh toán của Việt Nam tại nước ngoài. Và cái quan trọng nữa là cần phải bán với cái ngân hàng thanh toán và tránh nhường quyền thanh toán. Cái nhường quyền thanh toán là một cái rủi ro rất lớn và cái thu hồi là gần như không có khả năng. Với đa phần các doanh nghiệp, việc tìm kiếm đối tác và tìm hiểu thị trường là khâu cực kỳ quan trọng. Ngay cả đối với những doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu tại nhiều nước trên thế giới, thì công tác xúc tiến thương mại theo kiểu một mình một ngựa đôi khi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong những năm qua, ngành công thương Đà Nẵng liên tục tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại với các hình thức linh hoạt, online kết hợp offline. Qua đó, phần nào giúp các doanh nghiệp làm quen với những thị trường mới, nắm rõ các rào cản cũng như cơ hội tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng. Chúng tôi cũng đã mời các cái đơn vị phân phối lớn và những cái đơn vị này ngoài cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận kênh phân phối tại thị trường trong nước mà còn và qua đó cũng giúp cho doanh nghiệp tiếp cận và thâm nhập vào các thị trường nước ngoài, các thị trường lớn. Bên cạnh đó, để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu, các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên sử dụng dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý, coi các công ty tư vấn, công ty luật là người đồng hành trong toàn bộ quá trình kinh doanh, chứ không phải chỉ khi xảy ra tranh chấp. Chúng ta thì rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa thường không ký, nhiều khi không ký hợp đồng bảo hiểm. Bởi vì ký hợp đồng bảo hiểm là tốn kém. Đấy, tất cả liên quan đến thương mại quốc tế thì chúng ta phải chấp nhận, câu chuyện là phải chấp nhận những cái tốn kém. Mà tốn kém ấy thì nó mới đảm bảo tránh được rủi ro. Còn nếu như chúng ta không chấp nhận những cái chi phí đấy thì khi rủi ro xảy ra là chúng ta mất trắng. Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Các FTA này đang mở rộng cánh cửa thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với đó thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng phải đối mặt với muôn hình vạn trạng những rủi ro. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần trang bị cho mình hành trang tốt nhất để vững bước vươn ra biển lớn.